Sang bài 2. Cánh đồng của bố. Bố tôi vẫn nhớ ngày mãi cài sao cái ngày tôi khóc cái ngày tôi vào chào những lời khi nghe tiếng đôi khóc bố túc thốt thốt đến lên xung sùng ung sùng sung sướng sung sướng trời với ơi con tôi nói rồi ông tay vào cảm miệng đang khóc cử đôi nói chưa bao giờ tức thích thấy tôi xinh đẹp như vậy đôi bố còn bảo xăm sầm mờ âm gì em ơi anh nhà ẩm một đứa bé mặt mà hơn cả cái cài một tám ruộng của tuổi thối bời thối bố bố
phải đi nhé. Chân đó là bốn, một, nói khở đi cử bố bố đôi đa khéo khỏe khỏe lắm vời vời bố đi nhé là một việc cực kỳ khó lắm nhưng lắm khó gì khăn lắm như cực kỳ khó khăn như nhưng cần đâu nào vì đôi bỏ đã đọc ngày tập dần bỏ nói giấc ngủ cử đứa bé đẹp hơn một cánh đồng đêm bỏ đứa thức để như được nhìn thấy đôi nhũn cánh tầm cử bố theo Nguyễn Ngọc Thân Huyền Thần Thuần cánh đồng của bố. Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng: "Trời ơi, con tôi!" Nói rồi ông áp tay vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. Bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Buổi tối bố phải đi nhẹ chân, đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khỏe lắm, với bố đi nhẹ là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ. Cánh đồng của bố, theo Nguyễn Ngọc Thuần. Đây là người bố phải không? Bố đang ẵm một đứa trẻ nè. Rồi tiếp tục trả lời câu hỏi.
Dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời? Ngày tôi được sinh nha. Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời? Khi nghe tiếng tôi khóc, bố đốt thốt lên sung sướng. Trời con tôi, trời ơi con cửu, con tôi nói con tôi. Trời ơi con tôi. Câu 3. Vì sao bố phải đi nhẹ chân? Vì sao bố phải đi nhẹ chân? Vì gì? Giúp ngủ cửu được như được đưa đứa đứa bé. Vì sao bố phải đi nhẹ chân? Vì sao? Vì giấc ngủ của đứa bé. Câu 4. Bài đọc giúp em hiểu điều gì? Hả? Bài đọc giúp em hiểu điều gì? Bài học giúp em hiểu điều gì? Giúp em hiểu ra là gì? Em chính là niềm vui của bố.